chào mừng anh em đã trở lại với chuyên mục Khoa Công Nghệ và mình là Hưng. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn một số vấn đề xoay quanh chiếc iPhone đổi chạm bảo hành. Thì sau những ngày làm việc, mình cập nhật được một số câu hỏi từ khách hàng như các bạn theo dõi trên fanpage là iPhone đổi chạm bảo hành là gì? iPhone đổi chạm bảo hành có ngon không? Rồi có phụ kiện gì không? Thì video ngày hôm nay mình sẽ giải thích tất cả những thắc mắc của các bạn về chiếc iPhone đổi chạm bảo hành. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng theo dõi video. Thắc mắc đầu tiên là iPhone đổi chạm bảo hành là gì? Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn một ví dụ để các bạn dễ hiểu. Giả sử các bạn đi mua một chiếc máy iPhone mới hoàn toàn full box, các bạn mang về các bạn sử dụng 1-2 tháng đầu tiên thì nó xảy ra lỗi màn hình. Thì các bạn sẽ đem đến trung tâm bảo hành của Apple và người ta sẽ xác minh lỗi đó có phải là do nhãn xuất hay không, và sẽ tiến hành đổi cho bạn một chiếc máy mới, máy khác. Và Apple luôn luôn sản xuất ra một cái lượng iPhone dự trữ để phục vụ cho cái việc đổi bảo hành. Thì đây, trên tay mình là một chiếc iPhone đổi bảo hành. Nó mới hoàn toàn 100% chưa kích hoạt và có siêu màn hình. Và chiếc iPhone này sẽ đi kèm một tờ giấy. Một điểm đáng lưu ý nữa là chiếc iPhone đổi chạm bảo hành này sẽ không đi kèm bất cứ một phụ kiện gì ngoài cái tờ giấy này. Và nó là mới 100%. Tiếp theo là câu hỏi chế độ bảo hành của chiếc iPhone đổi chạm bảo hành này là gì? Thì những chiếc máy iPhone đổi chạm bảo hành này, các bạn kích hoạt lên thì nó sẽ bị trôi mất một khoảng thời gian bảo hành, nghĩa là nó sẽ không còn đủ 12 tháng như những chiếc máy brand new. Tuy nhiên sẽ có một số máy thậm chí nó không còn thời gian bảo hành, nhưng Apple vẫn hỗ trợ các bạn thêm được là 90 ngày. Nói tóm lại thì iPhone chạm bảo hành sẽ là một chiếc máy mới 100%, không kèm theo phụ kiện. Và những đơn vị bán cho các bạn những cái mặt hàng iPhone đổi chạm bảo hành thì sẽ tặng kèm cho các bạn phụ kiện để các bạn sử dụng. Và bây giờ là phần chia sẻ của mình về chiếc iPhone đổi chạm bảo hành. Thì qua những cái thông tin mình vừa chia sẻ với các bạn, phần nào yên tâm được là có thể đi mua một chiếc máy iPhone đổi chạm bảo hành để sử dụng. Và có một cái nữa là các bạn có thể tiết kiệm được 3-4 triệu đồng khi mua chiếc máy này. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo thêm về giá cũng như là màu sắc của sản phẩm này tại website điện thoại giacoi.vn. Thì video của mình đến đây là hết. Nếu bạn có thắc mắc gì thì hãy comment bên dưới để mình hoàn thiện video hơn. Chúc bạn có một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.